ba cặp đôi MC lý tưởng mà bà Marito lựa chọn để thay thế Nguyễn Ngọc Ngạn và Kỳ Duyên trên sân khấu Paris by Night. Nam Lộc, Ngọc Hân. Nam Lộc tên đầy đủ là Nguyễn Nam Lộc, sinh năm 1944 tại Bắc Ninh. Tuy nhiên, gia đình đã sớm di cư vào Nam sau Hiệp định Geneva năm 1954. Ngoài vai trò là một nhạc sĩ, Nam Lộc còn được biết đến là một MC trụ cột của trung tâm Asia. Trước đây, người ta chưa bao giờ nghĩ Nam Lộc sẽ là một cái tên tiêu biểu để thay thế cho MC Nguyễn Ngọc Ngạn, bởi vì giữa Asia và Thúy Nga luôn có một khoảng cách không thể đặt tên. Thế nhưng sự xuất hiện của ông dưới khán đài trong cuốn Paris by Night số 137 đã khiến khán giả vô cùng bất ngờ và cho rằng ông sẽ đầu quân cho Thúy Nga. Ít ai biết rằng, Nam Lộc chính là người thầy đầu tiên hướng dẫn Nguyễn Cao Kỳ Duyên trong vai trò MC và đã từng đứng trên sân khấu cùng với người đẹp rất nhiều lần trong quá khứ. Mối tơ duyên của Nam Lộc với trung tâm Thúy Nga đã có từ năm 2005, khi đó, nhạc sĩ Nam Lộc vẫn còn đang là MC kỳ cựu của Asia, nhưng CD những ca khúc của mình thì lại do trung tâm Thúy Nga phát hành, và đương nhiên những ca sĩ góp giọng trong CD, toàn bộ là những ca sĩ gắn bó với Thúy Nga. MC Nam Lộc sở hữu cách dẫn dắt lôi cuốn, xử lý tình huống khéo léo, vì là nhạc sĩ nên ông sở hữu một kho tàng kiến thức đồ sộ với vốn từ vựng sang cả. Tuy vậy, khi ở trung tâm Mây và Asia, ông chưa thể bộc lộ hết khả năng của mình, do vai trò MC ở đây chỉ đơn giản là giới thiệu các tác phẩm. Rào cản lớn nhất của MC Nam Lộc để đứng trên sân khấu của Thúy Nga chỉ là tư tưởng chính trị vẫn mang nặng tính cực đoan. Ngọc Hân tên đầy đủ là Phạm Nguyễn Ngọc Hân, sinh năm 1994. Mẹ cô là người Sài Gòn còn cha cô lại gốc Hà Nội. Cô bắt đầu trở thành một MC truyền hình chuyên nghiệp từ năm 2008 và tới năm 2014 thì bắt đầu cộng tác với Đài Việt Free TV. Kể từ lần hoạt động đầu tiên với trung tâm Thúy Nga, được khán giả biết đến rộng rãi là livestream hậu trường Paris by Night 120 vào năm 2016. Ngọc Hân là người nắm bắt ngôn ngữ của giới trẻ tại Việt Nam nhanh nhất, nhanh hơn bất kỳ nhân vật nào từng cộng tác với trung tâm Thúy Nga. Ngọc Hân khẳng định từ nhỏ cô đã ở với bà nội. Tính đến năm 2023 bà đã thọ 103 tuổi. Bà là người thành thạo ca dao tục ngữ, nên Ngọc Hân được chỉ dạy rất nhiều, kết hợp với những kiến thức khi đọc sách, khiến cô quyết tâm theo đuổi lĩnh vực MC. Sở hữu gương mặt khả ái, giọng nói dễ nghe và truyền cảm, chỉ sau 13 năm hoạt động, Ngọc Hân đã được đánh giá ngang hàng với các MC lão làng tại hải ngoại. Điểm nhấn của cô trong vai trò MC là cách dẫn dắt đậm chất văn hóa Việt dù tuổi đời còn rất trẻ. Thời gian cộng tác trong Thúy Nga lâu nên cô cũng hiểu được sân khấu Paris by Night cần gì. Tuy nhiên tôn giọng của cô còn có cảm giác hơi gồng và chưa thật sự tự tin đối với kiến thức của mình. Việc kết hợp một già một trẻ giữa Nam Lộc và Ngọc Hân chắc chắn sẽ rất ăn ý, giống như Nguyễn Ngọc Ngạn và Kỳ Duyên đã từng rất thành công. Còn sự khác biệt của cặp đôi này khi đứng trên sân khấu thì chúng ta phải để thời gian trả lời. Châu Đình An, Bảo Châu. Châu Đình An sinh ngày 30 tháng 5 năm 1950 tại Lệ Thủy, Quảng Bình, trong một gia đình có quyền lực từ thời phong kiến. Ông cố của ông là Thượng thư Bộ Lễ, Châu Đình Kế, dưới triều Vua Tự Đức. Ông nội của ông là cụ Châu Đình Khóa, được mệnh danh là danh cầm hai thế kỷ. Ông mồ côi cha vào năm 9 tuổi và phải bước vào đời sớm. Đến năm 16 tuổi, ông tự học nhạc lý và cách sáng tác nhạc. Đồng thời những năm tháng cam go, khốn khó đã làm cho Châu Đình An thu nhận nhiều xúc cảm về xã hội, đất nước và tình yêu con người. Và ông đã viết bản nhạc đầu tay vào năm 1974. Lần đầu tiên ông tham gia dẫn chương trình trên sân khấu của Thúy Nga là năm 2005 trong phần giới thiệu hai nhạc phẩm do ông sáng tác. Sau một vài lần xuất hiện ngắn ngủi trên sân khấu, thì đến năm 2023, ông đã dẫn trong 3 số liên tiếp từ 135 đến 137 ở vai trò MC chính thức. Giọng bass là một lợi thế tuyệt đối và kiến thức sẵn có của ông là một điểm mạnh để giúp ông không bị cái bóng của MC Nguyễn Ngọc Ngạn gây áp lực. Nhiều khán giả còn đánh giá giọng đọc của ông diễn cảm hơn cả bậc tiền bối. Tuy nhiên áp lực khi phải gánh vác một vị trí quan trọng trên sân khấu đã khiến lượng kiến thức và cách dẫn dắt những câu chuyện đó chưa được ổn định, chưa có sự duyên dáng, cách biến tấu hài hước vẫn còn bị gò bó vì hơi giống với ông Ngạn. Cách mà ông phỏng vấn nghệ sĩ chưa thật sự đủ sâu và đủ cảm hứng để mở lời cho khách mời trả lời một cách tự nhiên nhất. Bảo Châu được biết đến là một sướng ngôn viên của đài truyền hình SBTN. Nhiều người vẫn còn nhớ là trước đây, Bảo Châu đã có làm MC cho một chương trình video của Asia với giọng nói rất trong trẻo, ngọt ngào, vui vẻ và một khuôn mặt xinh tươi, khả ái. Điểm nhấn là mỗi lần Bảo Châu đứng trên sân khấu, với những tiếng cười lớn luôn tràn đầy năng lượng nhưng lại không hề vô duyên chút nào. Sang Hoa Kỳ từ khi còn rất nhỏ, Bảo Châu được khán giả chú ý với khả năng phát âm tốt, cả tiếng mẹ đẻ lẫn tiếng ngoại quốc đều rất chuẩn. Cô nói tiếng Việt theo chất giọng của miền Nam. Khi còn ở Asia và SBTN, Bảo Châu đã không thể phô diễn được hết khả năng của mình, bởi vì luôn phải dẫn chương trình theo một kịch bản đã được sắp xếp từ trước. Thế nên ít người cảm nhận được
một trí tuệ lớn trong con người của nữ MC này. Tuy nhiên, ở một số tình huống trên sân khấu, khán giả vẫn dễ dàng nhận thấy sự hoạt bát, lối nói chuyện không hề gượng gạo. Cũng giống như Nam Lộc, tư tưởng chính trị bảo thủ là một bất lợi, khiến cho cô rất khó để đứng được trên sân khấu của Paris by Night, nhưng không có gì là không thể thay đổi. Việc kết hợp giữa Châu Đình An và Bảo Châu chắc chắn sẽ là một lựa chọn hết sức an toàn để vượt qua cái bóng khá lớn của Nguyễn Ngọc Ngạn và Kỳ Duyên. Một người con gái trẻ đẹp, học thức, đứng cạnh một nhạc sĩ lớn tuổi từng trải sẽ làm hài lòng ngay cả những khán giả khó tính nhất. Anh Dũng, Quỳnh Giang. Anh Dũng sinh ngày 23 tháng 5 năm 1957 tại Đà Lạt. Từ thời niên thiếu, ông đã trở thành một trong những ca sĩ nổi bật tại những phòng trà quê hương, thông thạo và hát được tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp trước khi sang Mỹ. Ít ai biết rằng, anh Dũng còn là một học trò cưng của nữ danh ca Thái Thanh, người đã từng chỉ dẫn anh rất nhiều về thanh nhạc. Trước đây, anh Dũng từng hợp tác với Trung tâm Thủy Nga trong vai trò ca sĩ. Sau đó ít lâu, anh Dũng xuất hiện thêm một lần trong chương trình Asia số 30 với vai trò MC chính. Vào đầu thập niên 2010, đài truyền hình Việt VTV được thành lập và anh Dũng cộng tác với đài này như là một sướng ngôn viên. Cuối năm 2020, anh Dũng được làm MC trong tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài và đêm nhạc tưởng nhớ đến nhạc sĩ Lam Phương trong tang lễ của ông vào đầu năm tiếp theo, cùng với đồng nghiệp là MC Ngọc Hân. Tháng 1 năm 2021, anh Dũng và Ngọc Hân lại được làm MC chính trong chương trình Paris by Night số 131, tạm thời thay thế vai trò của hai MC kỳ cựu lúc đó. Thế nhưng sự kết hợp này không nhận được nhiều ủng hộ. Ngày 2 tháng 8 năm 2022, anh Dũng trở thành MC trong tang lễ của giáo sư Tô Văn Lai, người sáng lập ra Trung tâm Thúy Nga. Vì xuất thân là một ca sĩ, nên chất giọng miền Nam của anh Dũng được đánh giá là truyền cảm và có sức hút, cộng thêm lối dẫn dắt câu chuyện có hồn, khiến anh dễ dàng làm chủ được sân khấu. Quỳnh Giang là nữ MC sinh năm 1977. Trước khi trở thành cái tên được yêu thích tại hải ngoại, thì Quỳnh Giang đã được biết đến là một biên tập viên, người dẫn chương trình xuất sắc của đài truyền hình HTV. Ít ai biết rằng, Quỳnh Giang theo đuổi ca hát từ nhỏ, từng tham gia nhiều chương trình ca nhạc tại nhà thiếu nhi thành phố, thuộc thế hệ cùng thời với Như Quỳnh và Minh Tuyết, nhưng không nhận được mấy thành công. Tuy vậy, cô vẫn được khán giả trong nước ưu ái, gọi bằng cái tên ngọc nữ Bolero. Quỳnh Giang sở hữu một gương mặt xinh đẹp, phải nói là rất sáng sân khấu, trình độ nói chuyện bằng tiếng Anh khá tốt, cách dẫn dắt câu chuyện hài hước, tuy nhiên vẫn hơi bị gò bó trong một số ngôn từ. Lần đầu tiên đứng trên sân khấu Paris by Night, khán giả cảm nhận rõ được sự thiếu tự tin, tác phong không hề thoải mái, cách đặt câu hỏi vẫn chưa có chiều sâu và còn nhiều hạn chế. Thế nhưng để làm hết được một cuốn Paris by Night trên một sân khấu hải ngoại lớn, trước áp lực của khán giả, thì đó cũng được coi như một sự cố gắng và thông cảm được. Sự kết hợp giữa anh Dũng và Quỳnh Giang chắc chắn sẽ là một làn gió mới trên sân khấu của Paris by Night, là một lựa chọn phù hợp, nhưng để dần thay thế được vị trí của Nguyễn Ngọc Ngạn và Kỳ Duyên thì còn cần rất nhiều thời gian khi họ đã trở thành một tượng đài bất hủ trên sân khấu của Paris by Night. Ngoài ba cặp đôi trên, bà Tô Ngọc Thủy vẫn còn rất nhiều những lựa chọn khác nhưng không được sáng giá bằng như Việt Thảo, Nam Thư, Khánh Hoàng và Nguyễn Hồng Nhung, Trấn Thành, Việt Hương, Trịnh Hội và Hồng Đào. Hiện tại, nhìn chung thì những MC mới của Thúy Nga vẫn đang bị áp lực và chưa dẫn mượt lắm. Nhưng khi đã làm quen sân khấu, động lực lớn từ những ủng hộ của khán giả hải ngoại thì chắc chắn trong tương lai họ sẽ phát huy được hết khả năng của mình, vì mỗi người đều đang có những thế mạnh khác nhau nhưng còn chưa thể khai thác hết được. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe toàn bộ nội dung của video. Thay lời của các MC, lịch sử hải ngoại rất mong nhận được những lời động viên quý giá của khán giả để giúp họ có thêm động lực, tự tin đứng trên sân khấu, chứng minh câu nói của ông cha ta ngày xưa, che già, măng mọc. Họ sẽ làm tốt giống như Nguyễn Ngọc Ngạn và Kỳ Duyên đã làm được trước đó. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán thính giả ở những video tiếp theo.